Hội nghị sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai với Đảng ủy các phường Duyên Hải, Cốc Lếu, Lào Cai, thành phố Lào Cai và Đảng ủy xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng vừa được tổ chức vào chiều qua mùng 5 tháng 3. Năm 2023, Đảng ủy các xã, phường biên giới và Đảng ủy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bộ đội biên phòng tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế xã hội. Đảng ủy đồn biên phòng cử 12 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn tổ dân phố giáp biên. Cử đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, phối hợp xây dựng một căn nhà mái ấm nơi biên cương, trao gần 100 suất quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Các xã, phường biên giới đã huy động hàng trăm lượt cán bộ nhân dân cùng bộ đội biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, củng cố 82 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản, 13 tổ tự quản đường biên mốc quốc giới. Năm 2024, các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, không tiếp tay cho tội phạm, tích cực tham gia quản lý bảo vệ biên giới.